Xin chào, xin được chào đón quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình livestream của công ty cổ phần Robotics trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời chúc quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và đặc biệt là có thật nhiều sức khỏe trong thời điểm hiện tại quý vị nhé. Thưa quý vị, với mong muốn là mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như mang đến cho quý vị những ưu đãi về các dự án của Robotics, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về một dự án đang rất là hot tại khu Tinh Lửa thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mà Trí nhắc đến khu Tinh Lửa, chắc là quý vị đã biết dự án nào rồi đúng không ạ? Đó là dự án Moonlight Central Point, thưa quý vị. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi nhiều hơn và tìm hiểu rõ hơn về dự án cùng với Talk Show ngày hôm nay với chủ đề là khu Tinh Lửa thổi 500 thu hút an cư và đầu tư. Và không để cho quý vị chờ lâu, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị chi tiết hơn về hai block của dự án Moonlight Central Point ngày hôm nay. Đó chính là block Violet Moon và Blue Moon, với rất nhiều ưu đãi dành cho quý khách hàng trong chương trình livestream buổi sáng ngày hôm nay. Và đồng hành cùng với chương trình thì không phải là có một mình Minh Trí đâu, mà còn có sự tham gia của đại diện đến từ Robotics. Xin được trân trọng giới thiệu anh Trương Anh Tú, Phó Tổng Giám đốc Robotics. Xin chào anh Tú ạ. Xin chào MC Minh Trí và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trên nền tảng livestream. Dạ vâng. Tiếp theo sẽ được giới thiệu sự hiện diện của anh Nguyễn Văn Quy, đại diện khối kinh doanh của Robotics. Chào anh Quy. Xin chào MC Minh Trí, xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, và tiếp tục sẽ là anh Phạm Hưng, thưa quý vị, giám đốc marketing của Robotics. Xin chào anh Hưng ạ. Xin chào MC Minh Trí, xin chào các bạn đang xem chương trình. Vâng, cảm ơn các anh đã dành thời gian tham gia buổi livestream trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với anh Quy và anh Tú để chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về dự án ngày hôm nay, và đặc biệt đó là những ưu đãi dành cho quý khách hàng, quý vị nhé. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với anh Trương Anh Tú và anh Nguyễn Văn Quy để chúng ta sẽ cùng chia sẻ về những ưu đãi dành cho quý khách hàng cùng với dự án này. Minh Trí được biết là Moonlight Central Point là một trong những dự án đang rất là được sự quan tâm của quý khách hàng, đặc biệt là tại khu vực Tinh Lửa, đó là sầm uất và cũng như là trung tâm của quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thì cái khả năng là phát triển rất là cao. Và một trong những cái câu hỏi mà Trí thấy là từ ngay đầu livestream đến bây giờ là khách hàng để lại bình luận và comment, đó là rất là muốn biết về mức giá của dự án này, và đặc biệt đó chính là hai block Violet Moon và Blue Moon như thế nào. Thì chắc là đầu chương trình thì Minh Trí rất là muốn biết về mức giá. Xin mời anh Trương Anh Tú cùng chia sẻ đến quý khách hàng về mức giá của hai block này ạ. Cảm ơn MC Minh Trí một lần nữa, và thân chào quý vị khán giả đang theo dõi trên nền tảng livestream của chúng tôi về cái dự án Moonlight Central Point. Kính thưa quý vị, thì tiếp theo cái chương trình giới thiệu cái dự án Moonlight Central Point vào ngày 14 tháng 8 vừa qua, và chúng tôi cũng rất là biết ơn đến cái sự phản hồi, sự theo dõi và những cái ý kiến rất là tích cực của quý vị khán giả trên hai cái nền tảng website của Hưng Thịnh Land và cái fanpage của Hưng Thịnh Land. Và cũng tiếp theo với cái sự háo hức và sự trông chờ của quý vị khán giả về cái thông tin của cái dự án Moonlight Central Point từ ngày 14 tháng 8, thì hôm nay cũng là cái lý do mà chúng tôi có cái buổi livestream này, cũng với những cái háo hức và những trông chờ đấy. Thì cảm ơn một lần nữa cái câu hỏi của MC Minh Trí, thì chúng tôi cũng chính thức thông tin một cách chính thức về cái mức giá dành cho căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Moonlight Central Point trong cái ngày hôm nay, đó là khởi điểm mức giá từ 3,3 tỷ cho căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích 65m2. Thì tôi hy vọng rằng với cái mức giá này, sau khi chúng tôi đã cân nhắc và căn cứ vào tình hình thị trường, như quý vị thấy là cái việc khan hiếm của quỹ đất, rồi cái chi phí đầu vào nó cực kỳ cao. Tuy nhiên với cái sứ mệnh là tạo ra một cái cộng đồng hưng thịnh ngay tại những nơi mà tập đoàn chúng tôi đặt cái dấu chân đến, thì chúng tôi cũng mong muốn ghi một cái dấu ấn và tạo thêm một cái niềm tin cho khách hàng ở từng cái khu vực, đặc biệt ở khu vực Bình Tân này. Với sự thành công của chúng tôi nói riêng và cái sự yêu mến và đồng hành của cái khách hàng trong cái dòng sản phẩm Moonlight ở khu vực Bình Tân này, thì chúng tôi mong là với cái dự án này sẽ tạo thêm nhiều cái cơ hội cho những nhà đầu tư và những người mua để ở, để chúng ta có thêm những cái cơ hội để
thực hiện được những cái ước mơ và những cái mục tiêu về mặt đầu tư của mình. Xin cảm ơn. Dạ, Minh Trí thấy là có một bình luận của một khách hàng trên livestream ngày hôm nay, đó là anh Nguyễn Văn Hòa hỏi là như vậy thì tính bình quân thì giá là bao nhiêu tiền trên mỗi mét vuông cho dự án này ạ? Bao nhiêu tiền cho một mét vuông dự án này thì tính ra khoảng chừng là 50 triệu đồng trên một mét vuông cho dự án này. Dạ, rất là tốt đúng không ạ? Trí thấy là một dự án ngay trung tâm của quận Bình Tân và khu Tinh Lửa thì đang rất là phát triển và đang rất là hot thưa quý vị. Được quý ví như là một tiểu Hồng Kông ngay trung tâm Sài Gòn, và Trí tin chắc rằng đây là một mức giá rất là hợp lý để mình có thể đầu tư và an cư. Thưa anh Trương Anh Tú thì không biết là với chính sách ngày hôm nay ưu đãi thì còn thêm chính sách chiết khấu nào nữa không ạ? Anh có thể chia sẻ thêm ạ? Cảm ơn MC Minh Trí một lần nữa. Thì đây cũng là cái mà tôi cũng như ban lãnh đạo cũng háo hức trong cái việc là công bố cái chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trong cái buổi sáng livestream ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng chính thức thông tin đến quý vị cái chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trong cái dự án Moonlight Center Point này. Đầu tiên đó là cái khách hàng có cái đầu tư từ 1 căn đến 2 căn thì chúng ta lại được chiết khấu là 1%, cái phần ưu đãi 1%. Đối với khách hàng mua từ 3 căn trở lên, chúng ta có được cái suất ưu đãi là 2%. Thế ngoài ra là chúng để tri ân với tất cả khách hàng và nhà đầu tư đã từng đồng hành với tập đoàn Hưng Thịnh trong bất kỳ dự án nào, sản phẩm nào, kể cả cái sản phẩm mà quý vị mua qua cái việc môi giới, mua lại của những cái khách hàng trước đó. Nhưng quý vị lưu ý là chúng ta không tính cho dự án này nhé, đây xem như dự án mới, thì lại được ưu đãi thêm 1% cho cả hai cái nhóm khách hàng ở trên, tức là từ 1 căn đến 2 căn và từ 3 căn trở lên. Ngoài ra cái chương trình ưu đãi thứ ba đó là sau khi chúng ta chuyển cái cọc thành công trong ngày hôm nay và ký hợp đồng đặt cọc trong vòng 30 ngày thì chúng ta lại được thêm một cái suất ưu đãi là 1%. Như vậy tính chung cả ba chương trình đấy thì khách hàng mua từ 1 căn đến 2 căn thì sẽ được tổng cộng là 3%. Và khách hàng mua từ 3 căn trở lên thì chúng ta lại có tổng cái mức ưu đãi là 4%. Và ngoài ra đặc biệt cho cái chương trình ngày hôm nay á, mà khi chúng ta livestream để thông tin chính thức cái chính sách ưu đãi này, thì đối với tất cả khách hàng đã đặt chỗ trước đấy và chuyển cọc thành công trong cái ngày livestream giới thiệu cái chương trình ưu đãi này thì được cộng thêm 0,5%. Vậy là cộng hết tất cả các cái chương trình lại thì khách hàng mua từ 1 căn đến 2 căn á, thì lại được tổng là 3,5%. Và mua từ 3 căn trở lên thì cộng lại được tổng cộng là 4,5%. Thì ngoài các cái chương trình ưu đãi trên thì tất cả khách hàng vẫn có thêm một cái ưu đãi liên quan đến cái chính sách chúng ta thanh toán trước cái thời hạn, tức là vượt cái tiến độ, với tổng cái tỷ lệ thanh toán vượt tiến độ là 51%, và cái mức lãi suất mà chúng ta áp dụng đã 18% một năm trên cái số ngày vượt trên cái tổng số tiền mà chúng ta thanh toán trước hết, thanh toán trước hoặc là vượt tiến độ. Thì tất cả các cái khoản chiết khấu này sẽ được trừ vào cái giá trị hợp đồng trước khi chúng ta ký hợp đồng. Thì đấy là tất cả các cái chương trình ưu đãi trong cái chính sách ưu đãi mà chúng tôi chính thức công bố trong buổi sáng livestream ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn anh Trương Anh Tú. Thưa quý vị, như vậy là giá tốt, chính sách ưu đãi dành cho quý khách hàng, chiết khấu nhiều. Và đặc biệt khi mà Trí lướt trên các group về bất động sản thì Trí thấy là với dự án Moonlight Center Point đang nhận rất là nhiều sự quan tâm của quý khách hàng. Và đặc biệt đó là chính sách thanh toán hấp dẫn chỉ 1% mỗi tháng quý vị. Và để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này cũng như là lịch thanh toán đặc biệt này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Quy, đại diện khối kinh doanh của Robotics ạ. Xin mời anh Quy ạ. Xin chào Minh Trí, xin chào quý khách hàng. Tôi cảm thấy rất là vui khi mà
anh Tú, anh công bố giá và cái chính sách bán hàng siêu là thực sự là hấp dẫn cho những khách hàng chuyển cọc thành công trong ngày hôm nay. Với cái chính sách này thì với cái giá anh Tú anh công bố thì tôi chia sẻ là giá của chúng ta cho những căn hai phòng ngủ mà chúng ta giá tốt nhất thì chỉ khoảng 50 triệu một mét vuông. Đây là một trong những cái giá mà chúng ta xem lại cái giá khu vực của khu tên lửa này không và khu phía Tây này không thì chúng ta đang rất là tốt so với các thị trường. Chúng ta chưa nói đến cái câu chuyện là chúng ta so sánh giá với khu Nam và khu Đông thì cái giá hiện tại bây giờ khu này tính ra như thế thì khá là tốt. Ngoài ra thì cái chính sách thanh toán của Hưng Thịnh thì tôi nghĩ là chỉ có trong mùa này thôi thì chúng ta mới có được cái chính sách nó tốt như thế. Chúng ta chỉ thanh toán như MC Minh Trí cũng đã chia sẻ, chúng ta chỉ có thanh toán có 1% một tháng và các anh chị lưu ý là nó kéo dài khoảng một năm. Tức là hôm năm nay chúng ta đang ngồi ở tháng 8 năm 2021 thì chúng ta đặt mua ngày đặt cọc ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có đến thanh toán đến 1% đến năm 2022 và đến tháng 8 năm sau. Thì đây là một trong những chính sách tôi nghĩ là công ty đã rất là đồng hành và thấu hiểu khách hàng trong những cái mùa khó khăn như thế này để chúng ta có một cái mái ấm, chúng ta có một cái căn nhà để chúng ta an cư lạc nghiệp. Ngoài ra thì anh Tú anh cũng chia sẻ về chính sách chiết khấu thì tôi thấy là tôi xin chúc mừng tất cả những khách hàng đã đồng hành với Hưng Thịnh và những khách hàng chúng ta đã booking tin tưởng cái dự án này của GrabX trước đó và khách hàng đã mua rồi thì các anh chị thấy là chúng ta được chiết khấu lên tới 3.5%. Đó là những khách hàng đã đồng hành với Hưng Thịnh trước đó. Thì tôi cũng bấm sơ sơ thì giá nó rơi vào khoảng được chiết khấu khoảng tới 70 triệu một căn, đó là giá chiết khấu thấp nhất. Và những căn chiết khấu như 3 phòng ngủ là lên tới hơn 120 triệu. Tôi nghĩ đây là một trong những cái chính sách cực kỳ ưu đãi cho những khách hàng chuyển cọc và ký hợp đồng với công ty trong giai đoạn hiện tại bây giờ. Và các anh chị quý khách hàng lưu ý là chúng ta còn một cái chính sách mà tôi nghĩ chắc chỉ có Hưng Thịnh mới có, đó là cái chính sách thanh toán vượt tiến độ với lãi suất 18% một năm. Và khách hàng được thanh toán vượt tiến độ lên đến 51%. Thì cái chính sách nếu những khách hàng mà có tiền thanh toán 51% giá trị hợp đồng thì cái giá của chúng ta nó sẽ còn cực kỳ là tốt. Đó thì với những cái giá chi tiết của căn anh chị đặt cọc như thế nào và giá chiết khấu thanh toán bao nhiêu phần trăm thì các anh chị vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh để chúng ta được tính toán chi tiết cái căn của mình giá nó còn bao nhiêu và được chiết khấu bao nhiêu. Tôi xin nhắc là chúng ta sẽ có một cái chính sách giá cực kỳ bất ngờ khi mà các anh chị nhận sau khi chuyên viên của chúng tôi tính toán giá sau chiết khấu. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, rất là ưu đãi. Thứ nhất là về mức giá, thứ hai là chiết khấu và thứ ba là lịch thanh toán, chỉ thấy là chỉ có 1% trên tháng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và nếu như quý khách hàng muốn được tư vấn một cách cụ thể hơn về dự án này thì chúng ta có thể gọi ngay về số tổng đài hotline đang hiển thị ở bên dưới livestream ngày hôm nay để gặp các chuyên viên tư vấn và được tư vấn. Như anh Quy chia sẻ là chúng ta sẽ rất là bất ngờ khi biết được mức giá chiết khấu và cũng như là cái sự ưu đãi chỉ dành riêng cho quý khách hàng trong mùa dịch thôi. Xin được nhắc lại là trong mùa dịch bệnh lần này và trong livestream lần này thì chúng ta có rất là nhiều ưu đãi ha. Thưa quý vị, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình livestream và chúng ta cùng quay trở lại với anh Phạm Hưng, giám đốc marketing của RopertyX để cùng tìm hiểu về dự án ngày hôm nay, xem là với dự án này thiết kế đặc biệt ra sao, có những tiện ích nội khu như thế nào. Thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Phạm Hưng, giám đốc marketing của RopertyX. Xin chào anh Hưng ạ. Rồi, xin chào em Trí. Dạ, anh Hưng ơi, hồi nãy giờ là mình Trí thấy là dạ anh Hưng, hồi nãy giờ mình Trí thấy là có rất là nhiều khách hàng hỏi là với hai block Violet Moon và Blue Moon thì có những tiện ích nội khu như thế nào và có thiết kế đặc biệt nào, rất là mong muốn là anh Hưng chia sẻ ngay bây giờ ạ. Ok, Hưng xin chia sẻ một số thông tin về hai cái block này. Cái thứ nhất là dự án của chúng ta thì nằm tại mặt tiền đường tên lửa cũng mặt tiền đường tên lửa của Bình Tân và tổng diện tích thì là khoảng 1,9 hecta và dự án chúng ta thì có 4 block và hiện giờ chúng ta đang chào ra thị trường là hai block là Violet Moon và Blue Moon. Dự án chúng ta thì có tổng số tầng là khoảng 24 tầng và có 22 căn shop house. Các tầng á, thì chúng ta có tầng 1 tầng hầm chuyên đổ xe ô tô và tầng 3, tầng 4 là chuyên đổ xe máy. Từ tầng 5 trở lên là tầng căn hộ và ở đây thì chúng ta có hai cụm tiện ích, đó là tiện ích trên cao và tiện ích dưới mặt đất. Đối với hai block Blue Moon và Violet Moon thì là sử dụng chung tiện ích kết nối ở giữa. Ví dụ như là ở cái block Blue Moon thì chúng ta có sân vườn đường dạo
sảnh đón căn hộ, sân thể thao đa năng, sân chơi trẻ em, khu vực outdoor fitness, các máy tập ngoài trời, khu barbecue, và đặc biệt ở khu vực này thì cũng có một cái phòng gym ở ngay block Blue Moon. Ở kết nối giữa hai block này, ở tầng 5 thì chúng ta có một sky pool. Khu vực này thì gồm có phân hai khu là khu hồ bơi người lớn và hồ bơi trẻ em. Ngoài ra thì có khu cabanat thư giãn ngoài trời, khu vui chơi trẻ em trên cao và khu cà phê sân vườn. Vâng, rất hấp dẫn. Wow, rất là nhiều tiện ích nội khu đúng không ạ? Trí thấy là giống như là bước xuống là có siêu thị, có trung tâm mua sắm, rồi bước lên trên sân thượng thì có hồ bơi, có những cái dịch vụ cho sức khỏe như là tập gym, rồi có cả là vườn BBQ, và đặc biệt đó chính là thiết kế về bãi đậu xe thì cũng rất là rộng rãi đúng không ạ? Thưa anh Hưng, còn về mặt bằng và view nhìn của hai block này thì như thế nào ạ? Vâng, đối với hai block này thì mỗi block thì chúng ta sẽ có 17 căn trên một tầng và có 6 thang máy, 17 căn và 6 thang máy. Vâng, về hướng ở đây thì Hưng xin nói sơ qua về cái thiết kế căn hộ, thì tất cả các căn hộ được thiết kế hiện đại và rất phù hợp với thị hiếu kinh tế trẻ. Cái mặt bằng layout căn hộ thì được tối hóa diện tích và đảm bảo sử dụng 100% là căn hộ đều có ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt ở đây thì tại dự án Mula Central Park thì các cái căn hộ chúng ta có rất đa dạng diện tích và phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Ví dụ như những căn studio từ 35m² phù hợp với những bạn sống độc thân, đúng chuẩn studio với tích hợp lô gia ngay trong khoảng diện tích vuông vức, rất vuông vức và cửa sổ lên ánh sáng tự nhiên. Hay là căn 1+1 phòng ngủ từ 52-59m² thì rất phù hợp với những gia đình trẻ mới cưới. Có thể là một phòng ngủ và một phòng đa năng. Phòng đa năng thì các bạn có thể là làm phòng làm việc hoặc là làm phòng cho con trẻ. Căn 2 phòng ngủ từ 65-68m² phù hợp với gia đình có bé nhỏ. Và căn 3 phòng ngủ từ 83m² thì phù hợp với gia đình đa thế hệ. Cái ưu điểm của căn 3 phòng ngủ thì là cái căn bếp và phòng khách rất là rộng thoáng và đủ không gian sinh hoạt cho gia đình đông người. Thì như các bạn cũng đã biết thì thời gian qua thì chúng ta đã đọc rất nhiều những cái thông tin về những căn nhà có diện tích nhỏ ở trong hẻm ở các khu trung tâm thành phố mà sống tới 4 đến 5 người sống chung chẳng hạn, rất là bất bí và rất là bất bí. Hoặc là những cái chung cư cũ có diện tích dưới 50m², thì ở trong cái mùa dịch như này thì chúng ta cần những cái không gian thông thoáng hơn. Ngoài ra nữa thì là như vậy thì nó sẽ giúp tốt hơn cho sức khỏe, cũng như là về các cái ẩm mốc cũng sẽ giảm thiểu ảnh hưởng tới sức khỏe của người thân trong gia đình rất nhiều. Vâng, nói về tầm view thì ở đây thì Hưng cũng xin chia sẻ, ví dụ như là ở đối với block Blue Moon, chúng ta có Hưng sẽ lấy một căn là căn B09. Căn B09 ở đây thì chúng ta sẽ view trực tiếp qua dự án IOCT. Vâng, chúng ta view trực tiếp qua IOCT. Đây là căn 2 phòng ngủ thì giá chỉ đâu đó chỉ từ khoảng 3.3 tỷ thôi. Chúng ta có cái căn B15 chẳng hạn, Hưng sẽ nói về căn B15, đó là một căn hộ 1+ phòng ngủ. Chúng ta sẽ view trực tiếp vào công viên nội khu, nhìn xuống là sẽ thấy khu trẻ em vui đùa, khu vui chơi trẻ em, các cái khu tập thể thao và sân vườn đường dạo rất là xanh mát. Hay là căn B03 là căn hộ studio. Đặc biệt căn hộ studio như Hưng đã chia sẻ là rất vuông vức và kết hợp với lô gia. Ở đây thì căn hộ này sẽ view trực tiếp ra công viên Sharila, và giá thì chỉ tầm đâu đó khoảng 2 tỷ một căn thôi. Vâng, rất là hấp dẫn và mang lại cho một cuộc sống rất là thoáng mát cũng như là một cái tầm view rất đẹp. Hay là chúng ta nói về căn 3 phòng ngủ, ở đây thì Hưng xin lấy ví dụ điển hình là một căn V17, Violet 17, căn 3 phòng ngủ. Ở đây căn này là một căn góc và chúng ta có hai cái view. View thứ nhất là view hồ bơi nội khu và thứ hai nữa là view của công viên trung tâm. Giá chỉ đâu đó chỉ từ khoảng là tầm 5 tỷ. Vâng, với một cái căn 3 phòng ngủ đầy đủ không gian sống cho đa thế hệ, và với mức giá rất là hấp dẫn mà chưa bao gồm các cái chiết khấu chính sách. Wow, như vậy là với những chia sẻ của anh Hưng thì chị thấy là rất là thích dự án này. Thứ nhất là tiện ích nội khu đầy đủ nè. Thứ hai là mặt bằng rất là rộng rãi và tối ưu hóa diện tích để giúp cho cái không gian trở nên rộng rãi hơn. Tầm nhìn thì cũng thoáng và đặc biệt là có nội khu đẹp, rồi xung quanh tầm nhìn rất là đẹp nữa. Và chị thấy là cũng rất là nhiều khách hàng để lại comment trong livestream của sáng ngày hôm nay. Có một anh tên là Thế Phi ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh có hỏi là Moonlight Center Bowl, rồi ngay cả là hai block ngày hôm nay chia sẻ là Violet Moon và Blue Moon, thì anh có một thắc mắc là không biết là dự án này có phải là lấy ý tưởng từ ánh trăng hay không, hay là được ví von như là một nơi lý tưởng để ngắm trăng ạ? Không biết là anh Hưng thì chia sẻ như thế nào về quan điểm này của khách hàng? Dạ, vâng, cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của khách hàng, của quý khách.
Thì thứ nhất là Moonlight Central Point được mang một cái sứ mệnh là viết tiếp cái câu chuyện an cư trong cái chuỗi hành trình của Moonlight. Thì như quý anh chị và các bạn cũng đã biết thì tập đoàn Hân Thịnh đã rất thành công với hai thương hiệu là Moonlight Boulevard và Moonlight Parkview, và ghi dấu ấn rất tốt trên thị trường bất động sản tại khu vực khu tên lửa. Và thì Moonlight Central Point là viết tiếp câu chuyện an cư dành cho của chủ Moonlight và tạo ra cái giấc mơ an cư dành cho những gia đình trẻ. Và cũng như là anh đã có chia sẻ thì thật sự là tại vị trí của chúng ta thì là ở các cái ban công thì chúng ta có thể là ngắm trăng đoàn viên rất là đẹp. Vâng, ngắm trăng đoàn viên với những cái view nhìn rất là đẹp và không bị chắn view nhiều, có một những cái vị trí không bị chắn view nhiều. Thì cũng là một trong những cái thiên thời địa lợi nhân hòa, thì cái dự án của chúng ta được mở bán, được chào ra thị trường vào ngay cái dịp là gần Trung Thu. Vâng, gần Trung Thu, cho nên cái dự án là Moonlight Central Point thì là cũng là một nơi để sắp tới thì chúng ta khi mà cái nhận nhà an cư thì các anh chị và các bạn có thể là đoàn viên gia đình bên trong căn hộ của Moonlight và cùng ngắm trăng và cùng nhau thưởng ngoạn một cái Trung Thu thật là viên mãn và đoàn viên. Xin trân trọng cảm ơn. Rất là hay đúng không ạ? Hơn ai hết thì Trí thấy là trong thời điểm hiện tại dịch bệnh thì Trí thấy là giá trị của gia đình, sự đoàn viên và sự an cư lạc nghiệp là cái điều mà chúng ta rất là mong muốn. Và Trí hy vọng rằng là quý khách hàng nào đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một mái ấm, một nơi để có thể là an cư lạc nghiệp thì đây sẽ là sự lựa chọn rất là hợp lý đúng không ạ? Đặc biệt là trong buổi sáng ngày hôm nay có rất là nhiều ưu đãi dành cho quý khách hàng. Khi mà Trí mua một cái gì đó hoặc là lựa chọn một căn hộ hoặc là một cái quyết định nào đó thì thường hay là có sự tham khảo ví dụ người nhà hoặc là những người có nhiều kinh nghiệm. Ngày hôm nay là Trí thấy là có anh Nguyễn Văn Quy, đại diện của khối kinh doanh Property X, thì anh rất là kinh nghiệm trong việc là tiếp cận với nhiều dự án, thì chắc chắn là anh cũng sẽ có những lời khuyên đáng tin cậy. Vậy thì với anh Quy thì anh nhận định riêng anh về dự án này thì anh cảm thấy như thế nào về cái tiện ích của nó mang lại ạ? Cảm ơn Minh Trí. Riêng về quan điểm của mình thì thực sự nếu mà ai hiểu về khu vực tên lửa, ai đã từng sống ở tên lửa hay là ai đã từng một lần nào đó chúng ta đi tiếp khách, chúng ta uống cà phê hay chúng ta sử dụng một cái dịch vụ đó ở tên lửa thì tôi nghĩ là dự án này là khi mà mở ra là các anh chị xuống tiền ngay. Tại vì một trong những cái khu vực này nó gọi là, mình dùng cái từ nó là khu đô thị kiểu mẫu của cái khu phía tây của mình. Và các cái tiện ích của nó hiện tại bây giờ thì mình dùng một cái từ là 999 tiện ích: nhà hàng, khách sạn, cà phê, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế. Thì tôi nghĩ là dự án này là một trong những cái cơn mưa mà cũng hy vọng là Hưng Thịnh có 13.000 căn hộ chứ không phải có 1.300 căn hộ để giải cái cơn khát của nhu cầu mua nhà ở khu này. Thì về góc độ Hưng Thịnh thì nó đã quá nổi tiếng trong các cái giải sản phẩm trong lòng của khách hàng. Hưng Thịnh luôn mang tới một cái giá trị cho cuộc sống khi mà những người dân người ta mua sản phẩm của Hưng Thịnh để an cư. Và giống như anh Hưng chia sẻ thì Moonlight Central Point là một cái câu chuyện viết tiếp sau sự thành công của Moonlight Parkview và Moonlight Boulevard. Thì tất cả những khách hàng đã từng sở hữu với căn hộ của Hưng Thịnh thì hoàn toàn là người ta rất hài lòng. Thì riêng về dự án Moonlight Central Point thì các cái tiện ích của Hưng Thịnh cũng cung cấp rất là đầy đủ cho những khách hàng trong một cái cuộc sống hiện đại và văn minh. Và tôi cũng xin nhấn mạnh là ở trong dự án này nằm trong một cái vị trí, tôi phải nói một từ là không thể nào đắc địa được hơn. Chúng ta có thể hình dung ra được một cuộc sống, chúng ta sống trong cái khu đô thị kiểu mẫu, chúng ta sống trong một cái khu đô thị mà chúng ta chỉ cần bước bộ sang thôi, chúng ta sẽ chạm đến hàng ngàn các thương hiệu thời trang mua sắm, chúng ta tiếp cận được thế giới ẩm thực, chúng ta đến được với các cái khu vực giải trí nội khu và ngay bên trung tâm mua sắm Aeon. Khách hàng của chúng ta có những con trẻ muốn đi học ở những trường quốc tế, những trường có chất lượng thì chúng ta cũng nằm ngay trong khu vực hiện tại là nó đã hình thành sẵn. Và đặc biệt hơn nữa tôi xin nhấn mạnh đó là dự án của chúng ta nằm trong một cái khu y tế công nghệ cao, và các bạn cứ hình dung chúng ta cần đi khám hoặc là chữa bệnh thì chúng ta, hoặc là con của khách quý khách hàng, vợ của quý khách hàng muốn đi khám chữa bệnh hay là vợ mình muốn sinh con thì chúng ta bước bộ sang được cái khu y tế công nghệ cao với những cái bệnh viện quốc tế mang xứng tầm, tôi nghĩ là nó có cái chất lượng hàng đầu của Việt Nam chứ không phải ở Sài Gòn này nữa. Thì đó là những cái giá trị mà cái dự án này nó mang lại. Ngoài ra như anh Hưng cũng đã chia sẻ thì một cái thiết kế cực kỳ độc đáo và nó là một cái ưu điểm của Hưng Thịnh, đó là
chúng ta có ánh nắng và gió tự nhiên nó ngóc ngách, nó len lỏi đến từng ngóc ngách của căn hộ của chúng ta. Chúng ta có đối lưng gió và cái cuộc sống của chúng ta nó cực kỳ là thư giãn và thoải mái. Chúng ta không có bị bó buộc hay là chúng ta cảm thấy bức bối khi mà chúng ta ở trong cái căn hộ, tại vì nó được tối ưu tới từng cm vuông trong căn nhà, và chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua cái căn hộ, mua bao nhiêu mét vuông là chúng ta dùng bấy nhiêu mét vuông. Đó là những cái mà tôi rất là tự hào khi mà tôi đi gặp rất nhiều khách hàng để tư vấn cho khách hàng mua nhà của Hưng Thịnh. Dạ xin cảm ơn. Sau những chia sẻ của anh Hưng và anh Quy thì Trí nghĩ rằng là nếu như ai mà có nhu cầu thì chắc là cũng sẽ quyết định mua ngay, đúng không ạ? Thưa quý vị, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình livestream trên fanpage của Hưng Thịnh Land. Và với những ai vừa vào livestream thì Trí sẽ được nhắc lại những ưu đãi dành cho quý khách hàng trong buổi sáng ngày hôm nay với dự án Moonlight Centerfold. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo nhé, đó là chúng ta sẽ có chính sách thanh toán nhẹ nhàng chỉ với 1% mỗi tháng, thưa quý vị. Và thứ hai là chiết khấu lên đến 4% cho tất cả các khách hàng mua căn hộ. Và đặc biệt là trong ngày hôm nay, tất cả khách hàng đã giữ chỗ trước đó và chuyển cọc thành công sẽ được chiết khấu thêm 0,5%. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và nếu như quý vị nào mà muốn tư vấn thì mình có thể là gọi về số tổng đài đang hiển thị ở bên dưới. Quý vị có thể là liên hệ ngay với chuyên viên kinh doanh của chúng tôi để được tư vấn. Và số tổng đài là 1900 6958. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những thông tin dành cho quý vị cùng với dự án này, hoặc là để lại những câu hỏi, những comment ở bên dưới. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng tranh thủ thời gian và giải đáp hết những câu hỏi của quý vị. Và quay trở lại cùng với dự án Moonlight Centerfold trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, tọa lạc tại tâm điểm của khu tên lửa quận Bình Tân. Và ngay khi ra mắt thì có rất là nhiều khách hàng quan tâm, khách hàng mua để an cư và cả là nhà đầu tư nữa. Và để hiểu rõ hơn về khu tên lửa thì Trí rất là muốn nghe anh Phạm Hưng tiếp tục chia sẻ. Thưa anh Hưng, trong quá trình thực hiện dự án này thì anh nhận thấy điều gì đặc biệt tại khu tên lửa? Anh có thể chia sẻ thêm được không ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của Minh Trí. Thứ nhất thì mình phải xác định đây là một khu vực rất là đông dân và được xếp là đông dân gần như nhất thành phố, với đâu đó khoảng là 780.000 người, và mỗi năm thì tăng đâu đó khoảng là 28-35.000 người một năm. Vậy thì theo tính toán thì trong 5 năm tới nữa thì dân số khu vực này sẽ đạt tới là cả 1 triệu người. Và từ đó thì mình nhận thấy là câu chuyện gì? Đó là kéo theo cái nhu cầu về nhà ở, thuê nhà và đầu tư sinh lời khá lớn và đa dạng. Vâng, thì có thể nói là khu vực này thì có nhiều tiềm năng phát triển vì có cái diện tích rộng này. Thứ hai là dân số đông và cái vị trí là khá chiến lược tại khu vực phía tây của thành phố. Nó nằm ở vị trí cửa ngõ phía tây. Thì theo như CBI thì thống kê thì là cái nhu cầu nhà ở của khu vực này rất lớn. Thì cái tỷ lệ mà clear stock, tức có nghĩa là cái tỷ lệ mà thanh khoản của dự án khu vực này rất cao, từ 80-90%. Vâng, từ 80-90%. Cái thị trường biến động giá thì ở đây thì đâu đó tăng từ 20-30% một năm. Vâng, một cái tỷ lệ tăng trưởng giá rất tốt dành cho nhà đầu tư. Thì có thể mình có thể nói là vì sao, mình sẽ giải thích là nhiều bạn sẽ hỏi thử là cái câu hỏi là vì sao lại khu vực này lại có cái mức độ phát triển và tiềm năng giá phát triển tốt như vậy. Thì có thể được nói là khu vực này được quy hoạch rất là đồng bộ và bài bản, như anh Quy đã nói, đó là một khu đô thị kiểu mẫu, rất là nhiều công viên, cây xanh, kết hợp với hệ thống tiện ích từ khu y tế kỹ thuật cao, công nghệ cao, hay là khu Aeon đầy đủ với từ ăn uống, ẩm thực, rạp chiếu phim, vân vân, tạo lập một cái môi trường sống rất là mạnh mẽ và mát mẻ và trong lành. Có thể nói là nếu mà khu Nam thì nhắc tới là khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu Đông thì sẽ có khu Thảo Điền, thì khu Tây chắc chắn không thể không thiếu khi nhắc tới là khu tên lửa. Đó là một cái những nơi đáng sống của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố chúng ta. Và đây là cái khu vực mà gọi là thu hút rất nhiều người giàu về đây xây dựng các cái khu biệt thự và tạo lập một cái môi trường sống văn minh và hiện đại. Vậy thì nhiều người cũng có cái đặt cái biệt danh là khu tên lửa là gọi là khu Phú Mỹ Hưng Tây Sài Gòn, hoặc là khu đây là khu Tiểu Hồng Kông. Và đặc biệt là Hưng cũng muốn nhấn mạnh về cái sự tăng giá của khu vực này. Thì nếu anh chị nào có theo dõi về cái sự tăng giá của khu vực thì anh chị có thể thấy là năm 2014 khi Aeon Bình Tân bắt đầu xây dựng ở đây thì giá đâu đó dao động từ 30 triệu đến 50 triệu đồng một mét vuông thôi đối với khu vực mặt tiền đường tên lửa. Nhưng mà đến năm 2016 khi Aeon Bình Tân chính thức khai trương thì giá ở đây là một có sự tăng vọt đột biến. Mặt tiền đường tên lửa lên đến từ 180-190, và hiện nay thì đang ở dao động mức dao động ở thanh khoản là từ mức 240-300 triệu một mét vuông. Rất lớn, đây là một con số rất lớn, và hiện giờ thì là cái nguồn cung lại đang không đáp ứng với cái nhu cầu của khu vực đường tên lửa. Vậy thì sẽ quay trở lại là mình chốt lại là đối với khu tên lửa đây là một cái vị trí thuận lợi. Tiếp theo là mình sẽ nói về cái vị trí
khi mua nhà thì quý anh chị sẽ cũng sẽ quan tâm nhiều là vậy thì cái tính kết nối của nó như thế nào, có thuận tiện cho công việc hay không. Thì xin thưa quý vị là khu tơ lụa là có cái sự kết nối rất cực kỳ thuận tiện và cực kỳ di chuyển đến các quận trung tâm. Thì với công trình cầu vượt Bùng Binh Cây Gõ và cầu vượt đường 3 tháng 2 thì khu di chuyển từ khu tơ lụa đến các cái quận trung tâm cực kỳ dễ dàng, thông thoáng và giảm thiểu ùn tắc kẹt xe ở trong khu vực. Từ vị trí khu tơ lụa chỉ mất đâu đó tầm từ khoảng 25 đến 30 phút là có thể là di chuyển đến quận 3, rất thuận tiện và thông suốt, phù hợp cho công việc cũng như an sinh. Vâng. Quay trở lại về tuyến đường của đường tên lửa thì các anh chị các bạn cũng đã thấy là cái đường tên lửa thì lộ giới tới 40 mét. Vâng, quý vị anh chị không nghe lầm, là lộ giới của đường tên lửa là rộng 40 mét, và đây được xem là khu cái cung đường là danh giá bậc nhất của khu Tây. Đây là được xem là cái cung đường danh giá bậc nhất, và đặc biệt hơn nữa thì như Hưng cũng đã có chia sẻ thì khu vực này tọa lạc tại ngay cửa ngõ phía Tây, và toàn bộ kết nối của lục tỉnh miền Tây khi đi vào thành phố Hồ Chí Minh phải đi qua khu vực này. Do đó nó mang một cái tầm cái vị trí cái sứ mệnh là cái cửa ngõ và sự kết nối lưu thông của toàn bộ về kinh tế cũng như là về di chuyển của các cái tỉnh miền Tây lên tại thành phố Hồ Chí Minh là điều quy tụ tại đây. Vâng, xin cảm ơn. Nghe anh Hưng chia sẻ thì Trí mới hiểu rõ là tại sao là khu tên lửa đang hot như vậy, tức là nóng, được nhà đầu tư và rất là nhiều khách hàng quan tâm. Có một câu hỏi của chị Kim Liên, chị hỏi anh Hưng là khu tên lửa thì có phải là tên gọi này chia sẻ rằng là do đất và nhà ở đây tăng giá như là tên lửa hay không anh Hưng? Đó là một cái câu chuyện cũng là khá mà Hưng xin kể, một câu chuyện khá vui. Đó là trong quá trình là tìm hiểu về khu vực cũng như là nghiên cứu sâu hơn về khu vực thì cũng có phỏng vấn chuyên sâu các cái nhà đầu tư cũng như là những người dân đang sinh sống tại khu vực này. Thì cũng nhiều người cũng nhận định là họ không nói vui thôi. Vì sao khu này có tên là tên lửa? Thì họ nói là vâng, cái tại vì khu này giá tăng như tên lửa cho nên là người ta sẽ đặt tên khu này là khu tên lửa. Đó là một cái câu chuyện thật sự là trong quá trình mà Hưng tìm hiểu thị trường cũng như phỏng vấn người dân tại như đây. Ngoài ra nữa thì cũng như là anh Quy cũng đã có chia sẻ, đó là cái khu vực này là quy tụ toàn là những cái văn phòng giao dịch, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm rất lớn. Và ở đây thì là một cái điểm gọi là tập hợp đa dạng loại hình ăn chơi, nhảy múa, hàng loạt các cái nhà hàng, khách sạn, cà phê, karaoke, quán bar, trà sữa được quy tụ tại đây với hơn 999.000 tiện ích. Và đây đặc biệt nữa là cái khu vực này thì nếu anh chị nào có dịp Tết, các chị tới đây thì các chị sẽ thấy được rằng là đây là khu vực hàng năm tổ chức chợ hoa, chợ Tết, các cái triển lãm của khu Tây là đều quy tụ về tổ chức ở khu cung đường này. Vâng, đó là một cái gọi là cái khu đường hoa lớn nhất của khu Tây được quy tụ tại khu tên lửa. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thưa quý vị, với Property X, tập đoàn Hưng Thịnh thì đã từng gây tiếng vang với hai dự án lớn ở khu Tây, đó là Moonlight Boulevard và cả là Moonlight Parkview nữa. Như vậy là với kinh nghiệm chia sẻ về tư vấn về bán hàng với hai dự án này thì không biết là với anh Quy. Anh Quy ơi, về dự án của chúng ta ngày hôm nay đó là Moonlight Center Point thì anh có thể chia sẻ về cái tiềm năng giá bất động sản tại khu vực này không ạ? Ok, cảm ơn Minh Trí. Trước khi mà tôi trả lời câu hỏi của MC Minh Trí thì tôi xin phép mà đi lại với mấy cái điểm như thế này. Đầu tiên thì giống như anh Hưng Anh chia sẻ về khu vực phía Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì tôi có ba cái điểm nhấn cho cái khu vực này. Thứ nhất là như anh Hưng Anh chia sẻ thì tôi muốn chia sẻ ở đây đó là cái khu vực này là dân cư đông nhất của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà dự án của chúng ta thì lại cực kỳ khan hiếm. Nhu cầu bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây thì là còn rất lớn nhưng mà nguồn cung thì lại khan hiếm. Thực trạng này thì nó thể hiện rõ ở cái khu vực phía Tây. Các anh chị quý khách hàng lưu ý là bốn cái quận đông dân nhất là đều thuộc vào cái khu phía Tây của thành phố Hồ Chí Minh. Giống như anh Hưng Anh chia sẻ thì hiện tại bây giờ riêng quận Bình Tân không khoảng 780.000 dân và dân số cơ học mỗi năm nó khoảng từ 228.000 đến 35.000 người, thì dự kiến trong vòng khoảng 5 năm tới thì nó tới khoảng 1 triệu dân cho quận Bình Tân này không? Cái câu hỏi là tại sao dân số về cái quận khu vực này nó lại đông như thế, là tại vì ở đây chúng ta nó là cái cửa ngõ của các tỉnh miền Tây. Người ta khi mà người ta lập nghiệp sinh sống và người ta muốn về thành phố Hồ Chí Minh làm thì người ta sẽ chọn cái khu phía Tây này làm gọi là nơi an cư để cho người ta tạo lập một cái cuộc sống khi mà người ta về ở. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn chia sẻ về khu phía Tây này đó là ở đây thì chúng ta sẽ thấy là rất khan hiếm về thị trường nhà ở chung cư được triển khai. Theo tôi thống kê được thì
chúng ta có thể nhìn một cái hình ảnh flycam từ trên cao khu phía Nam và khu phía Tây và khu phía Đông, thì chúng ta sẽ thấy là khu phía Nam và khu phía Đông là một rừng những căn hộ chúng ta được mọc lên với hàng loạt các dự án, nhưng mà khu phía Tây thì chúng ta chỉ có lác đác được vài dự án triển khai. Theo cái thống kê của tôi thì thành phố Hồ Chí Minh ở khu vực phía Tây thì dự án ở tại quận Bình Tân và quận Bình Chánh, ở huyện Bình Chánh của chúng ta thì chưa tới 30 dự án, và quận 6 chỉ tới chưa tới 10 dự án. Trong khi đó riêng quận 2 thì đã 80 dự án và riêng quận 7 không là đã 50 dự án được triển khai. Thì do đó là cái nhu cầu cái nhà ở thực sự cấp thiết của người dân ở khu vực phía Tây thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận Bình Tân nói riêng này là đang rất là khát hàng. Thì mong rằng giai đoạn sắp tới sẽ có nhiều dự án sẽ triển khai được tới để đáp ứng được cái nguồn cung cho những cái nhu cầu thực của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh khu phía Tây này. Và cái thứ ba mà tôi muốn chia sẻ ở cái khu vực phía Tây này đó là chúng ta thường nói phía Tây thì chúng ta nghĩ tới cái hạ tầng của chúng ta là nó bị là điểm yếu, nhưng các anh chị kiểm tra lại hiện tại bây giờ các nhà đầu tư tìm kiếm đầu tư bất động sản hiện tại bây giờ thì đang săn đón khu vực phía Tây này với một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là hạ tầng được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Thì hiện tại bây giờ ngoài những cái đường như quốc lộ 1A, đường quốc lộ 2, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đường quốc lộ 50, đại lộ Võ Văn Kiệt và đại lộ Nguyễn Văn Linh và các tỉnh miền Tây nối với thành phố Hồ Chí Minh, thì hiện tại bây giờ đang có kế hoạch chúng ta sử dụng và chúng ta nâng cấp sửa chữa 7 tuyến đường kết nối thành phố Hồ Chí Minh Long An với các tỉnh miền Tây với số vốn đầu tư khoảng 24.400 tỷ đồng. Chúng ta có thêm một dự án nữa, đó là dự án xây dựng động lực song song cho quốc lộ 50 và nó sẽ kéo dài đường đại lộ Võ Văn Kiệt để kết nối với các cái tỉnh Long An, các tỉnh miền Tây. Và còn một cái tuyến đường nữa cũng được đầu tư với một cái số tiền, số vốn cực kỳ khủng, đó là đường DT827. Đây là cái trục động lực kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang và được đầu tư tới khoảng 20.000 tỷ. Trong khi đó thì còn thêm một tuyến đường nó sẽ có động lực kết nối nữa, đó là cái đường thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài và đường thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ cũng sẽ được triển khai trong các năm tới. Và đặc biệt thì các anh chị cũng đã nghe tới cái lợi thế khi mà các cái đường tuyến metro và cái dự án khu vực phía Tây của chúng ta đây, thì chúng ta có đường tuyến metro số 3A nó kết nối từ trung tâm chợ Bến Thành đến tới ngay bến xe miền Tây tại cái vòng xoay Phú Lâm, và cái tuyến metro số 2 là tại Bà Quẹo, thì nó sẽ tạo một cái cú ích rất lớn cho cái khu vực tiềm năng bất động sản khu vực phía Tây này. Để quay lại cái câu hỏi của MC Minh Chí thì tôi cũng xin phép chia sẻ với quý khách hàng là so sánh với giá hiện tại của khu Tây, khu Tên Lửa, thì chúng ta sẽ thấy là cái khu này hiện tại bây giờ cái giá nó còn đang rất rẻ so với khu Đông và khu Nam. Chúng ta có thể dễ dàng gặp những cái dự án ở dưới Thủ Đức nó bán với giá 85-90 triệu mét vuông, trong khi đó chúng ta đang nằm ở trong một cái khu đô thị kiểu mẫu tại khu Tên Lửa, vị trí đắc địa bậc nhất của quận Bình Tân và của cả khu vực, với tất cả các tiện ích, hàng ngàn tiện ích, với tất cả những cái dịch vụ có thể mang lại cho khách hàng, nhưng chúng ta chỉ mua với giá có 50 triệu một mét vuông. Thì tôi đánh giá đây là một trong những cái yếu tố và một trong những cái lợi thế cực kỳ lớn cho những khách hàng khi mà người ta xuống tiền, người ta chốt một cái mua một cái căn nhà ở tại khu vực phía Tây này nói chung. Và tôi xin cũng chúc mừng tất cả những khách hàng chúng ta chọn Moonlight Central Point là một cái điểm đến, là một cái an cư cho quý khách hàng để chúng ta tạo lập cuộc sống thịnh vượng. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn anh Quy rất là nhiều, và rõ ràng là Chí thấy là hội tụ đầy đủ tất cả những yếu tố như là tiềm năng về kinh tế, tiềm năng tăng giá bất động sản, tiện ích nội khu và thậm chí là nhịp sống xung quanh thì cũng rất là nhộn nhịp. Và để có thể là hiểu rõ hơn hết về nhịp sống ở đây cũng như là những chia sẻ của cư dân tại đây khu vực Tên Lửa, thì chắc là Minh Trí mời anh Quy, anh Hưng và cũng như là quý khách hàng chúng ta sẽ cùng đến với một đoạn clip ngay sau đây ghi nhận nhịp sống của cư dân tại khu Tên Lửa. Xin mời tất cả quý vị ạ. Xin chào, mình là Vân Hà và mình là cư dân của Moonlight Bolivar. Nói tới khu vực Tên Lửa thì nhiều người dễ hiểu lầm là khu vực này thì xa trung tâm thành phố,
Nhưng mà thật sự là từ khu vực tên lửa mà di chuyển tới các quận trung tâm thì chỉ mất khoảng 20 phút thôi. Và đặc biệt là tiện ích của khu vực này thì không đếm xuể. Từ nhà hàng này, quán cà phê cho tới các bệnh viện, rồi trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí thì tất cả đều có hết, không thiếu cái gì cả. Và nhịp sống của khu vực tên lửa nói thật là rất là tiện nghi và sầm uất và chẳng thua gì các quận trung tâm. Xin chào, tôi là Anh Thư, hiện đang sinh sống tại căn hộ Moonlight Parkview thuộc khu tên lửa. Nói đến khu tên lửa thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến khu Tây của Sài Gòn, nơi tập trung hàng loạt các khu công nghiệp. Cho nên là đa số là lượng dân cư tập trung vào đây là dân miền Tây, họ đến để sinh sống và làm việc. Nhịp sống khu vực ngày càng được sôi động. Nói về tiện ích thì ở đây cũng khá là đầy đủ, hàng hóa dịch vụ thì cũng phải chăng. Cho nên là cuộc sống của gia đình tôi tại khu vực khá là thoải mái. Lý do gia đình chúng tôi chọn mua dự án căn hộ chung cư Moonlight Parkview chính là vị trí khu tên lửa này quy hoạch rất là bài bản, đường xá rộng rãi, nhiều làn xe giao thông liên kết với các quận, di chuyển đến chỗ làm, trường học của các con tôi rất thuận lợi. Từ khi về Moonlight Parkview sống thì chất lượng cuộc sống của gia đình tôi cải thiện rất là nhiều và tiện ích nội cũng như là ngoại khu thì đều đáp ứng được mọi nhu cầu của cả nhà. Bên cạnh đó thì dự án còn chú trọng tới các mảng xanh, mang tới không gian sống vừa trong lành, vừa tiện nghi cho cư dân. Tôi đã chuyển về căn hộ Moonlight Parkview hơn 2 năm. Giá trị căn hộ hiện tại tôi mua đó đã tăng từ 70 đến 75% so với thời điểm ban đầu. Thì điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi, tại vì nó nằm trong dự toán ban đầu của gia đình tôi. Hiện tại thì khu vực đã được đồng bộ với cơ sở hạ tầng, đường xá được nâng cấp và mở rộng. Tôi thấy giá trị bất động sản khu vực sẽ còn rất nhiều tiềm năng trong tương lai gần. Gia đình chúng tôi sống ở chung cư Moonlight Parkview nay được 2 năm rưỡi. Tôi nhận thấy gia tăng trị giá hơn 70% so với thời điểm tôi mua. Hơn nữa là nhờ dân cư để tập trung rất là đông đúc, nhất là các nhân lực ở các tỉnh miền Tây đến. Thành ra nhu cầu cuộc sống phát triển rất cao. Nếu sau này khu tên lửa có dự án mới phù hợp, tôi sẵn sàng mua căn hộ để sau này các con tôi có đầu tư lợi ích. Là cư dân sinh sống ở Moonlight Parkview được khoảng 1 năm rưỡi thì hiện nay giá trị căn hộ mà mình đang sinh sống thì đã sinh lời khoảng 73% so với thời điểm mua. Mọi người hay nói vui đây là khu vực tên lửa nên là tốc độ phát triển và tăng giá cũng nhanh như là tên lửa. Nhưng mà tôi thấy câu nói này vui nhưng mà thật sự là rất đúng. Bởi vì ngoài việc mà hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ thì việc khan hiếm nguồn cung ở căn hộ trên thị trường thì cũng là lý do khiến cho bất động sản khu vực tên lửa rất hút khách và có tiềm năng sinh lời. Nếu mà có sản phẩm căn hộ mới ở khu vực này thì gia đình tôi cũng sẽ cân nhắc tới việc mua để dành cho con cái hoặc là mua để cho các chuyên gia đang làm việc ở trong các cái khu công nghiệp thuê ấy. Thì đó cũng là một ý kiến hay. Thưa quý vị, khi mà mua bất động sản thì ông bà ta hay nói câu nói là nhất vị nhị hướng. Thì với dự án Moonlight Centerport ngày hôm nay thì Trí thấy là đáp ứng đầy đủ luôn. Có vị trí tốt nè, tiềm năng phát triển rất là tốt. Và đặc biệt là trong chương trình livestream ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến chính sách ưu đãi dành cho quý khách hàng. Bây giờ là Trí xin được nhắc lại những chính sách ưu đãi dành cho quý khách hàng với dự án này nha. Thưa quý vị, chúng ta chỉ cần chiết khấu, chúng ta chỉ cần thanh toán là 1% mỗi tháng. Một cái Trí thấy là một cái lịch thanh toán rất là nhẹ nhàng dành cho khách hàng đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta được chiết khấu lên đến 4%. Tất cả các khách hàng thanh toán vượt tiến độ sẽ được chiết khấu tương đương với lãi suất là 18% trên năm trên số ngày vượt tiến độ. Và đặc biệt là tất cả các khách hàng giữ chỗ trước đó và chuyển cọc thành công sẽ được chiết khấu thêm 0,5%. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thưa quý vị, đó là những ưu đãi dành riêng cho khách hàng trong livestream ngày hôm nay và cũng như là trong đợt dịch bệnh lần này. Chúng ta có thể là lựa chọn cho mình những căn hộ ưng ý nhất quý vị nhé. Và nếu như muốn được tư vấn thì quý vị có thể inbox trực tiếp lên fanpage của Hưng Thịnh Land hoặc có thể gọi đến số hotline 1900 6958. Chúng tôi sẽ tư vấn cho tất cả quý vị hoặc là để lại những comment dưới livestream ngày hôm nay. Chắc là tạm thời tạm biệt anh Quy và anh Hưng thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo được rất là nhiều khách hàng trông đợi, đó là phần game show với mini game ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tiếp theo dõi nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với phần game show dành cho quý khách hàng. Thưa quý vị, đặc biệt là trong mỗi chương trình livestream thì chúng ta sẽ có phần game show trả lời đúng thì chúng ta sẽ có quà quý vị nhé. Và để trả lời câu hỏi thì quý vị chỉ cần là mình inbox trực tiếp lên fanpage của Hưng Thịnh Land với cú pháp tin nhắn, với cú pháp trả lời câu hỏi như sau. Mình sẽ có một cái cú pháp chung quý vị nhé, đó là câu hỏi, khoảng cách, đáp án
khoảng cách, tên khách hàng, khoảng cách, số điện thoại, khoảng cách, dự đoán số người trả lời đúng, rồi inbox trực tiếp lên fanpage của Hương Thịnh. Và chắc là Minh Trí nhờ bộ phận kỹ thuật sẽ ghim cái cú pháp trả lời câu hỏi ở bên dưới nếu quý vị có thể tiện theo dõi nha. Ví dụ như là Trí trả lời câu hỏi thứ nhất, đáp án A, tên Trí, số điện thoại 123, dự đoán số người trả lời đúng là 30, thì Trí sẽ trả lời như sau. Đó là câu hỏi 1, khoảng cách, A, khoảng cách, Minh Trí, khoảng cách 123 là số điện thoại đó ạ. Rồi khoảng cách 30, sau đó là inbox trực tiếp lên fanpage của Hình Thịnh Lan. Rất là đơn giản quý vị nhé. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu như quý vị nào quên thì có thể là theo dõi. Trí đang nhờ bộ phận kỹ thuật là ghim cái cách thức trả lời câu hỏi ở bên dưới. Và sau livestream ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ công bố 5 vị khách hàng trả lời đúng nhất với giải thưởng là 1 triệu đồng. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với chi tiết của từng câu hỏi nhé. Xin mời. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau. Tác động nào khiến bất động sản khu tên lửa tăng giá nhảy vọt năm 2016? Chúng ta sẽ có 4 phương án trả lời. A. Bixi An Lạc chính thức đi vào vận hành. B. Eomon Bình Tân chính thức đi vào vận hành. C. Bệnh viện Quốc tế Minh Anh chính thức đi vào vận hành. Và D. Bệnh viện Quốc tế City chính thức đi vào vận hành. Minh Trí xin được nhắc lại thật chậm câu hỏi đầu tiên và quý vị chọn lựa đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D quý vị nhé. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta có nội dung như sau ạ. Tác động nào khiến bất động sản khu tên lửa tăng giá nhảy vọt vào năm 2016? Phương án A, Bixi An Lạc chính thức đi vào vận hành. Phương án B, Eomon Bình Tân chính thức đi vào vận hành. C, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh chính thức đi vào vận hành. Và phương án D, Bệnh viện Quốc tế City chính thức đi vào vận hành. Hết. Wow, rất là đơn giản đúng không ạ? Quý vị nhớ nha, mình inbox trực tiếp lên fanpage của Hương Thịnh Lan và chúng ta sẽ có được đó là phần thưởng trị giá là 1 triệu đồng. Chúng tôi sẽ công bố kết quả sau livestream ngày hôm nay. Và nhớ là dự đoán số người trả lời đúng nha. Quý vị nhớ là mình sẽ dự đoán ai trả lời gần chính xác nhất sẽ nhận được phần thưởng trị giá 1 triệu đồng. Rồi, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Xin mời. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Tuyến đường tên lửa lộ giới bao nhiêu mét? Chúng ta có 4 đáp án trả lời. Đáp án A là 40m. Đáp án B là 30m. Đáp án C là 20m. Và đáp án D là 10m. Quý vị nghe rõ chưa ạ? Bây giờ thì Minh Trí sẽ đọc lại thật là chậm một lần nữa câu hỏi thứ hai để mình cùng chọn lựa quý vị nhé. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Tuyến đường tên lửa lộ giới bao nhiêu mét? Đáp án A 40m. Đáp án B 30m. Đáp án C 20m và đáp án D là 10m. Hết. Thưa quý vị, đó là câu hỏi số 2, rất là đơn giản đúng không ạ? Nếu như mà quý khách hàng nào mà quan tâm đến dự án Moonlight Centerfold hoặc là lắng nghe từ đầu chương trình đến bây giờ thì rất là dễ để trả lời. Và tiếp ngay sau đây sẽ là câu hỏi thứ 3 có nội dung rất là hấp dẫn của quý vị. Xin mời, câu hỏi thứ 3. Câu hỏi số 3 của chúng ta có nội dung như sau. Tính đến thời điểm hiện tại, chuỗi dự án Moonlight của Hưng Thịnh Land gồm bao nhiêu dự án? Chúng ta sẽ có 4 gợi ý trả lời như sau. A. Một dự án Moonlight Centerfold. B. Hai dự án Moonlight Bolivar và Moonlight Centerfold. Đáp án C. Ba dự án Moonlight Parkview, Moonlight Bolivar và Moonlight Centerfold. Đáp án D. Bốn dự án Moonlight Parkview, Moonlight Bolivar, Moonlight Centerfold và Moonlight Residence. Quý vị đã nghe rõ câu hỏi chưa ạ? Bây giờ thì Trí sẽ đọc lại thật là chậm một lần nữa để quý vị có thể chọn cho mình câu trả lời đúng nhất và chính xác nhất quý vị nha. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau thưa quý vị. Tính đến thời điểm hiện tại, chuỗi dự án Moonlight của Hưng Thịnh Land gồm bao nhiêu dự án? Đáp án A là một dự án, đó là Moonlight Centerfold. Đáp án B là hai dự án, Moonlight Bolivar và Moonlight Centerfold. Đáp án C, ba dự án, đó là Moonlight Parkview, Moonlight Bolivar, Moonlight Centerfold. Và đáp án D gồm có 4 dự án thưa quý vị, đó là Moonlight Parkview, Moonlight Bolivar, Moonlight Centerfold và Moonlight Residence. Rồi, quý vị có thể trả lời ngay câu hỏi này quý vị nhé. Rất đơn giản đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần là soạn theo cú pháp. Quý vị thấy là ở bên dưới chúng tôi đang để cú pháp để mình có thể trả lời. Câu hỏi, đáp án, tên, số điện thoại, dự đoán số người trả lời đúng và inbox trực tiếp lên fanpage của Hương Thịnh Lan. Đó là đơn giản quý vị nhé. Chúng ta đã trải qua 3 câu hỏi rồi và ngay sau đây sẽ là câu hỏi thứ 4. Cơ hội thứ 4, xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau.
Moonlight Centerbone có bao nhiêu loại hình căn hộ? Đáp án A, có 4 loại hình: căn hộ studio, căn hộ 1 phòng ngủ, căn hộ 2 phòng ngủ và căn hộ 3 phòng ngủ. Đáp án B, có 3 loại hình, đó là căn hộ studio, căn hộ 1 phòng ngủ, căn hộ 2 phòng ngủ. Đáp án C, có 2 loại hình, căn hộ studio, căn hộ 1 phòng ngủ. Đáp án D, có 1 loại hình, căn hộ 2 phòng ngủ. Xin được nhắc lại thực chậm câu hỏi số 4 của chúng ta có nội dung như sau. Moonlight Centerbone có bao nhiêu loại hình căn hộ? Phương án A có 4 loại hình, đó là studio, căn hộ 1 phòng ngủ, căn hộ 2 phòng ngủ và căn hộ 3 phòng ngủ. Đáp án B có 3 loại hình, căn hộ studio, căn hộ 1 phòng ngủ, căn hộ 2 phòng ngủ. Đáp án C có 2 loại hình, căn hộ studio và căn hộ 1 phòng ngủ. Đáp án D là có 1 loại hình, căn hộ 2 phòng ngủ. Còn chương trình gì nữa, soạn ngay tin nhắn hoặc là trả lời inbox trực tiếp của với fanpage của Hương Thịnh Lan quý vị nhé. Thưa quý vị, còn một cơ hội nữa dành cho những khách hàng nào mà chúng ta đang tham gia livestream ngày hôm nay. Rất là đơn giản quý vị ơi, lấy điện thoại ra và sẵn sàng để soạn tin nhắn, để soạn câu trả lời và inbox trực tiếp lên fanpage nha. Quý vị sẵn sàng chưa ạ? Câu hỏi thứ 5, cơ hội cuối cùng có nội dung như sau. Xin mời. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Tất cả khách hàng đã giữ chỗ trước đó chuyển cọc thành công trong ngày livestream hôm nay, 28 tháng 8 sẽ được chiết khấu thêm bao nhiêu phần trăm? Wow, cái này là chắc quý vị sẽ biết đúng không ạ? Chúng ta sẽ có 4 phương án trả lời như sau. Đáp án A là 0,4%. Đáp án B là 0,5%. Đáp án C là 0,6%. Và đáp án D là 0,7%. Nhắc lại thật chậm một lần nữa, câu hỏi số 5 của chúng ta có nội dung như sau. Tất cả khách hàng đã giữ chỗ trước đó và chuyển cọc thành công trong ngày livestream hôm nay, tức là ngày 28 tháng 8 sẽ được chiết khấu thêm bao nhiêu phần trăm? Mình sẽ có 4 phương án trả lời nha. A. 0,4%. B. 0,5%. C. 0,6%. Và D là 0,7%. Hết. Wow, rất đơn giản đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã vừa trải qua 5 câu hỏi của phần mini game show ngày hôm nay. Và Minh Trí cũng chúc quý khách hàng thật là nhiều may mắn và có cơ hội nhận được giải thưởng trị giá là 1 triệu đồng. Và kết quả ở đâu ạ? Kết quả, quý vị nhớ nha, mình sẽ theo dõi fanpage của Hương Thịnh Lan sau livestream ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ công bố 5 khách hàng có câu trả lời đúng nhất và dự đoán số người trả lời đúng gần đúng nhất sẽ nhận được mỗi người giải thưởng trị giá là 1 triệu đồng. Thưa quý vị, phần mini game show vừa rồi cũng đã khép lại chương trình livestream trong buổi sáng ngày hôm nay của công ty cổ phần Property X. Xin được cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Minh Trí cũng gửi lời cảm ơn đến anh Trương Anh Tú, anh Nguyễn Văn Quy và anh Phạm Hưng đã dành thời gian tham gia chương trình và tư vấn rất là nhiệt tình về dự án này. Cảm ơn các anh rất là nhiều ạ. Và thưa quý khách hàng, nếu như quý vị muốn được tư vấn kỹ hơn và có bất kỳ một câu hỏi nào thì có thể inbox trực tiếp cho fanpage của Hương Thịnh Lan, hoặc có thể là gọi về số điện thoại hotline của chúng tôi, đó là 1900 6958. Đội ngũ kinh doanh, đội ngũ nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn tất cả quý khách hàng khi mà gọi về số tổng đài này. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình livestream gần nhất. Xin chào. Xin chào các bạn.